Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube chia sẻ về các kinh nghiệm làm nail cùng Ly nhé. Trong video ngày hôm nay, Ly sẽ chia sẻ cho mọi người một bộ móng chân với ngón chân cái này. Có hai bên cạnh móng khá là quặp xuống ấy, nên là cơ địa khóe rất là nhiều, cả khóe da và khóe móng luôn. Và xin mời mọi người cùng theo dõi video của Ly nhé.
Video ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của Ly nhé. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Ly và bấm vào hình cái chuông ấy để sẽ không bỏ lỡ những cái video mới của Ly chia sẻ với Neo nha. Và nếu như yêu thích video này thì mọi người cũng đừng quên là bấm like ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Bye bye!